Bá Nhật xin kính chào các bạn. Hôm nay Bá Nhật xin giới thiệu với các bạn đường Ngô Thị Sĩ của thành phố Đà Lạt. Đường Ngô Thị Sĩ theo quyết định số 36/2015/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đường Ngô Thị Sĩ dài 1.080 m từ đường Bát Tơ đến ngã ba Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Sĩ. Được xây nhà biệt lập khoảng lùi 3 m, cao 3 tầng, lộ giới 14 m. Từ nút giao Ngô Thị Nhậm và Ngô Thị Sĩ đến hết là đến cuối đường, cuối khu quy hoạch tái định cư Ngô Thị Sĩ, được xây nhà phía trái liên kế có sân vườn, phía phải biệt lập khoảng lùi 3 m, cao 3 tầng, lộ giới 14 m. Từ sau lô A1 đến khu quy hoạch tái định cư Ngô Thị Sĩ đến Huyền Trân Công Chúa được xây nhà biệt lập khoảng lùi 3 m, cao 3 tầng, lộ giới 14 m. Đường Ngô Thị Sĩ coi như bắt đầu từ Bát Tơ đến cuối là đường Huyền Trân Công Chúa. Còn nói về giá đất của đường Ngô Thị Sĩ thì theo quyết định 02/2020/QĐ-UB ngày 22 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất trong giai đoạn 2020 và 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giá đất đường Ngô Thị Sĩ có giá là 6.500.000 đồng. Nhân vật lịch sử gắn liền với con đường đó là Ngô Thị Sĩ. Ngô Thị Sĩ sinh năm 1720 và mất năm 1780. Ngày sinh là ngày 15 tháng 10 năm 1726. Quê ở làng Tó, tên chữ là Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, thị trấn Sơn Nam, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là con trai cả của nhà thơ Ngô Thị Ức và là cha của năm tác giả họ Ngô. Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Chí, Ngô Thị Trí, Ngô Thị Hoàng, Ngô Thị Hương. Ông đỗ Hoàng Giáp năm 1766 và từng giữ nhiều chức vụ thể hiện sự tin dùng của phủ chúa Trịnh. Năm 1771, do học trò ở Nghệ An kiện, ông bị Trịnh Sâm cách hết chức tước, giáng làm dân thường. Năm 1775, ông lại được khôi phục, giữ chức đô sự sử, đô ngự sử. Sau đó, cùng Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn, Nguyễn Xá biên soạn Quốc Sử. Năm 1777, ông làm đốc trấn Lạng Sơn. Ngày 22 tháng 10 năm 1780, sau khi đi công cán ở Nam Quan về, ông bị ốm và mất tại nhiệm sở ngày 22 tháng 10 năm 1780. Ngô Thị Sĩ là tác giả lớn, người thực hiện mở đầu Ngô gia văn phái. Trước tác của ông khá đồ sộ: Anh Ngôn Thi Tập, Anh Ngôn Phú Tập, Ngọ Phong Văn Tập, Khúc Ai Lục, Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Đại Việt Sử Ký Tục Biên.